Bỏ cái ghế đó. Rồi. Hai triệu làm thêm cái ghế nữa. Cái này nó chưa khớp. Cái đó anh kéo xuống rồi mà nó không có khớp được. Ông giao mình cho xe tôi rồi. Hai bên luôn. Nếu có 12 đó ông đưa anh Mạnh ơi. 14 12. Cái mới đưa qua đây mà. Nè. Má gì không chạy nữa. Hả? Ê bậy rồi. Bỏ cài chưa cánh. Chưa. Tại nãy dưới ghế anh bắt ở trước à. Bình tĩnh. Có cài cũ xe là màu đen đúng không ấy? Có cài cũ xe màu đen đúng không? Đó đó. Ôi trời. Ok xong rồi đó. Nha. Quay xong rồi đó. Anh thích màu màu nho không? Hử? Ừ. Ờ, bỏ đi. Không bánh xe. Lấy đỡ này mở kia sao đây. Hai cái nút đây. Hai cái nút đỡ coi chưa. Tông, tô ảnh. Cho thằng ấy vô đó. Nghỉ nó xuống, nghỉ nó xuống. Nghỉ cái dàn áo này ra đi, cho nó ra đi. Rồi. Nhựa đâu? Cho bắt con áo qua trong trước đi, hết nhựa, lo hết nhựa. Không gài đâu, phải nhựa đâu. Nè, áo này đâu? Cho nó về cái dít. Cực lên thằng nào. Chào các bạn, mình là Chỉnh Năng Tấn, là người Thanh Hóa mà mình nói được giọng miền Nam rồi. câu điện thoại của cha đội cứ gặp gái trong công ty là tao kiếm chuyện dưới nó nào tao nói vậy đó. Tao Chỉnh Năng Tấn là người Thanh Hóa, tao nói được giọng miền Nam rồi, thích gì biết sao. Nút luôn. Có nút nè. Đây. Gãy dưới á. Em mới biết mà. Chuẩn viên phải ốc nhựa. Xem rồi hả? Nhớt với lọc 200. Với bố em tự thay thôi, lấy em 50 thôi. 250. Khách tự làm thì khỏi lấy công. Ở đây ốc inox nha. Nói chừng ốc đi ra ngoài đó thì nóng hết. Chưa à. Dạ, dạ chỗ này gọn qua bên giùm anh nè. Ê thích bay. Có cái đầu bơm á, ngựa bơm trước rồi. Nghiêm cái đinh vô rồi. Đầu bơm đi vô trong nhà kiếm ngay trong cửa sổ. Đây là đây đu ba rồi nè. Không, chắc xì tay của em là gì. 250. Thì tay em là Jin đúng không? Jin. Làm thì tay là Jin ông đổi môi tôi đi. Để anh kiếm móc inox cả này. Gắn bánh xào, gắn bánh xào. Anh có móc keo đây không? Móc keo không có rồi. À, có cái loại này đây nè. Rồi. Cái giá luôn. Rồi.
Xolo nứt mẹ mà lốp sau rồi. Nứt rồi kìa. Bên đây này. À lốp trước kìa. Đó. Ừ. Thì chừng nào có cái chấm giữa với chấm đứng để em dạy qua nha. Rồi. Hai vỏ luôn.